Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mua linh kiện.vn. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ tô vít 8 trong 1, rồi 8 in 1 theo tiếng Anh đây. Ở đây thì mình sẽ có 5 mã và mã của mình sẽ là FZ895 nha các bạn. Mình sẽ có tổng cộng là 7 đầu tô vít và đèn, một hệ thống đèn. Bây giờ mình sẽ mở nó ra nha các bạn. Rồi đóng trong một cái túi ni lông. Đây, nhìn khá là đẹp, khá là gọn. 8 trong 1. Đây là nút bấm đèn. Chắc là chưa có pin rồi, để mình lắp pin vào đây. Đây, ở đây thì mình vừa đọc ở hộp thì mình sẽ sử dụng 3 viên pin AAA. Tháo cái này ra. Các bạn nhớ để pin đúng đầu nha. Đó, chỉ sử dụng 3 viên pin thôi. Rồi mình sẽ thử xem nào. Ôi, rất là sáng anh em ạ. Đôi 4, tất cả là 6 bóng đèn. Bây giờ thì mình sẽ thử xem những cái đầu tô vít này. Sao nó lại cong thế này nhỉ? Sao lại không gập được hết nhỉ? Mình thử cái khác xem nào. Cũng vậy các bạn ạ. Chắc là nó tùy vào từng cái thôi. Có cái thì nó bị lệch, có cái thì nó lại không bị lệch. Đây mình sẽ thử cái đầu. Cái đầu này là cái đầu tô vít bé. Cái này là cái lắp, mình sẽ phải vặn ra. Rồi, 2 ngạnh. Đây là còn một đầu nữa. Đó, như các bạn đã thấy, bộ tô vít 8x1 này thì có nhiều đầu khác nhau, từ to đến nhỏ, để các bạn có thể sử dụng vào tùy từng trường hợp. Mình sẽ lắp nó vào và thử xem những cái đầu khác. Đây, rất là nhiều đầu, to có, nhỏ có. Cái này nó cũng hơi bị cong, có lẽ là do bên thiết kế thôi. Đây, cái này thì lại vặn được thẳng này. Đó, nhìn khá là tiện lợi. Có lẽ là bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đây thì mình có một cái khoan, mình sẽ khoan một vài lỗ để mình vặn ốc. Cái khoan này rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Khi nào các bạn muốn thì mình sẽ review cho các bạn xem. Đấy, nhỏ nhưng mà khoan rất là ổn định nha, rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng đầu tô vít để vặn con ốc này xem là nó thế nào. Cảm nhận đầu tiên của mình là cái tay cầm, cái phần đầu cầm tay nó to quá, vặn nó hơi khó một tí. Thứ hai đó là mình không biết là nếu như là với những cái đầu kia mà nó không gập được hết thì cảm giác vặn nó sẽ khó khăn như thế nào. Ở đây mình sẽ thử vặn ốc của một cái mạch này ra xem nào. Mình sẽ phải sử dụng cái đầu bé nhất. Đây, cái này nó hơi bị cong đây, hơi ngượng tay một tí. bởi vì cái tay cầm nó to quá mà cái tua vít thì lại không gập được hết. Nhưng mà đèn thì rất là sáng đấy, như các bạn thấy rất là sáng luôn, 6 bóng đèn nhỏ nhưng mà lại rất sáng. Các bạn nghĩ sao về cái bộ tua vít 8 trong 1 này? Hãy để lại comment ở bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.